Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra gây cấn hơn bao giờ hết. Ông Donald Trump tuyên bố nếu tái đắc cử, ông sẽ thành lập lực lượng vệ binh quốc gia vũ trụ và dựng lá chắn tên lửa kiểu vòm sắt trên khắp nước Mỹ. Phát biểu tại Hiệp hội Vệ binh Quốc gia Mỹ ở Detroit, bang Michigan vào hôm 26 tháng 8, ông Trump ca ngợi việc thành lập lực lượng vũ trụ, quân chủng thứ 6 của quân đội Mỹ Lực lượng này được thành lập vào năm 2019 khi ông Trump giữ chức Tổng thống Mỹ. Mục đích thành lập là bảo vệ khí tài Mỹ trong không gian. Tờ The Hill dẫn lời ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa rằng một trong những thành tựu đáng tự hào nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump là thành lập lực lượng vũ trụ, quân chủng mới đầu tiên của quân đội Mỹ trong 70 năm. Ông Trump cho rằng đã đến lúc thành lập vệ binh quốc gia vũ trụ và xem đây là lực lượng dự bị chiến đấu chính của lực lượng vũ trụ Mỹ. Ông Trump cho hay nếu trở thành Tổng thống, ông sẽ ký bộ luật mang tính lịch sử thành lập vệ binh quốc gia vũ trụ. Lực lượng vũ trụ là rất rất quan trọng. Cũng tại sự kiện, ông Trump đã nhắc lại cam kết xây dựng một hệ thống chống tên lửa, tương tự như hệ thống phòng không Iron Dome vòng sắt của Israel, với năng lực đánh chặn tên lửa tầm ngắn trong không phận quốc gia. Ông Trump cho hay nước Mỹ sẽ xây dựng một vòng sắt vĩ đại để phòng thủ tên lửa trên khắp cả nước. Các nước khác nói Israel đã có, Cựu Tổng thống Ronald Reagan từng muốn làm điều này từ nhiều năm trước, nhưng vào thời điểm đó nước Mỹ chưa có công nghệ. Nhưng bây giờ nước Mỹ đã có công nghệ. Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố sẽ tạo ra một hệ thống kiểu vòm sắt. Trong chiến dịch tranh cử vào năm ngoái, ông khẳng định sẽ nỗ lực xây dựng mái vòm vĩ đại nhất để Mỹ đối phó với nhiều đối tượng thù địch. Song hồi tháng 5, chia sẻ với The Hill, một số chuyên gia nhận định hệ thống này có thể khác với hệ thống của Israel và có chi phí khá cao, nhưng không có nhiều tác dụng trong việc ngăn chặn tên lửa tầm ngắn. Theo họ, mục tiêu hợp lý hơn là cải thiện lá chắn tên lửa nhiều lớp kết hợp với các biện pháp bảo vệ mà Mỹ đang triển khai. Thưa quý vị, cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống, bà Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9 do hãng tin ABC News tổ chức. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 8, đội ngũ tranh cử của bà Harris và ông Trump đã tranh cãi gai gắt về quy tắc của buổi tranh luận. Theo đó, ông Brian Fallon, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Harris nói rằng, đội ngũ của Phó tổng thống muốn ABC News giữ cho micro của các ứng cử viên luôn bật trong suốt sự kiện, không tắt tiếng khi đối thủ của họ đang phát biểu. Ông Fallon cho biết, Phó tổng thống đã sẵn sàng đối phó với những lời nói dối và sự ngắt lời liên tục của ông Trump trên sóng truyền hình. Ông Trump nên ngừng trốn sau nút tắt tiếng đó. Cố vấn chiến dịch của ông Trump Jason Miller phản bác rằng họ đã chấp nhận các quy định tranh luận trên ABC News theo các điều khoản tương tự như cuộc tranh luận trên CNN giữa ông Joe Biden và cựu tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng không có thay đổi nào đối với các quy tắc đã thỏa thuận. Jason Miller cho biết, họ không cho phép bà Harris thực hiện phỏng vấn, họ không cho phép bà ấy tổ chức các cuộc họp báo và giờ họ muốn cung cấp cho bà ấy một bản ghi chú săn lận cho cuộc tranh luận. Dự đoán của Jason Miller là họ đang tìm cách rút khỏi bất kỳ cuộc tranh luận nào với ông Trump. Trước đó, ngày 25 tháng 8, ông Donald Trump đã nghi ngờ hãng tin này sẽ thiên vị đối thủ của mình và để ngỏ khả năng tham dự cuộc tranh luận này. Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra sau khi ông xem một cuộc phỏng vấn của hãng tin này với Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton và gọi ABC News là hãng tin giả Ông Trump viết trên bài đăng trên mạng xã hội của Social rằng ông đã xem ABC Fake News, cả cuộc phỏng vấn vô lý và thiên vị của phóng viên kém tên tuổi Jonathan Grant với thượng nghị sĩ Tom Cotton và ông Trump đã tự hỏi tại sao mình có thể tham gia cuộc tranh luận với Harris trên kênh này. Cựu tổng thống Mỹ đồng thời nhắc đến vụ bê bối liên quan đến phóng viên của hãng ABC News, Donna brazil người đã từng gợi ý cho đội ngũ chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton về các câu hỏi trước cuộc tranh luận trên CNN và cuộc họp thị trấn trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông Trump đặt ra câu hỏi rằng liệu Donna brazil có đưa trước các câu hỏi cho ứng cử viên Harris như bà đã làm với Hillary Clinton không. Ứng viên của Đảng Cộng hòa không nói rõ rằng sẽ không tham gia nữa. Thay vào đó, ông nói hãng ABC News có rất nhiều câu hỏi cần trả lời. Ông Trump đã đặt nghi vấn rằng tại sao Harris từ chối tham gia tranh luận trên Fox, NBC, CBS và thậm chí cả CNN. Ông Trump trước đó đồng ý tham gia tranh luận với Tổng thống Joe Biden trên ABC News vào ngày 10 tháng 9, nhưng sau khi ông Biden dừng tranh cử và bà Harris làm ứng viên thay thế, ông Trump đã đặt câu hỏi liệu ông có nên tiếp tục tham gia tranh cử hay không. Cả hai ứng viên này sau đó đã đồng ý vẫn tham gia tranh luận trên ABC News theo kế hoạch. Đại diện của ABC News chưa bình luận về diễn biến trên. Cũng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, nhiều trợ lý và đồng minh đang tìm cách tăng nhịp độ tranh cử cho ông Trump khi không muốn ông đánh mất động lực trước đối thủ Đảng Dân chủ. Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trông vui vẻ khi chơi golf tại câu lạc bộ của ông ở New Jersey một ngày đầu tháng này, sau đó tỏ ra buồn chán trong cuộc họp báo buổi chiều và chán nản khi tiếp nhà tài trợ lớn Miriam Addison. Ông đã nghĩ về việc sẽ ở nhà trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ để đối thủ Kamala Harris trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Một số cựu trợ lý cho biết suốt nhiều năm qua, ông Trump thường thích lịch trình nhẹ nhàng vào tháng 8, khoảng thời gian mà gia đình ông tới Bermaster và ông chơi golf gần như mỗi ngày tuy nhiên các trợ lý không muốn chứng kiến cảnh ông theo dõi đại hội của đảng dân chủ mỗi đêm tỏ ra tức giận và sau đó dành cả ngày chơi golf cựu tổng thống cũng tỏ ra khó chịu với những tin tức nói rằng ông không chăm chỉ như đối thủ đảng dân chủ theo những người từng nói chuyện với ông trump do đó chiến dịch của ông trump đã phát động nhiều sự kiện trong tuần qua với mục tiêu chống lại đảng dân chủ và đảm bảo duy trì tin tức về ông trên truyền thông tuy nhiên một mục tiêu khác là để khiến ông trump trở nên bận rộn hơn Stephen Chung, phát ngôn viên chiến dịch của ông Trump cho biết tổng thống đã có một lịch trình dày đặc kể từ lần đầu tiên tuyên bố tranh cử vào tháng 11 năm 2022. Ông ấy dành cả tuần để thảo luận về chính sách thực chất, điều mà Kamala Harris đã từ chối hoặc không thể làm. Chung nói rằng ông Trump có thể kết nối với cử tri thông qua các sự kiện từ cuộc vận động tranh cử lớn cho tới các sự kiện định hướng chính sách, luôn truyền đạt tầm nhìn của ông ấy đối với nước Mỹ. Tuy nhiên, Trump tỏ ra không mấy mặn mà với lịch trình bận rộn đó. Ông thường xuyên rời xa các chủ đề chính sách được lên kế hoạch cho mỗi sự kiện, vốn được đưa ra để giữ ông tập trung vào các thông điệp được quan tâm. Một người thân cận với chiến dịch tranh cử cho biết ông Trump không thích các bài phát biểu tập trung vào những vấn đề không mang tính giải trí cho khán giả. Tại một sự kiện ngày 22 tháng 8 ở biên giới phía Nam, những lời phát biểu đầu tiên của cựu Tổng thống không nhắm vào chính sách nhập cư của bà Harris. Thay vào đó là quyết định của Đảng Dân Chủ khi chọn bà Harris làm người thay thế Tổng thống Joe Biden. Khi nói chuyện với phóng viên tại sự kiện tranh cử về chủ đề kinh tế ở Las Vegas ngày 23 tháng 8, ông Trump tuyên bố sai rằng bà Harris không đề cập tới vấn đề biên giới và chế giễu đối thủ vì liên tục cảm ơn đám đông trước khi phát biểu nhận đề cử tại Đại hội Đảng Dân chủ. Khi được hỏi về quan điểm rằng việc Đảng Dân chủ thay đổi ứng viên đã làm ảnh hưởng thế nào tới chiến dịch tranh cử của ông, cựu tổng thống nói: "Không, tôi nghĩ chúng tôi đang làm rất tốt." Ông sau đó tiếp tục phàn nàn về sự thay đổi mà ông cho là không công bằng. Alisa Farah Griffin, cựu phát ngôn Nhà Trắng dưới thời ông Trump chia sẻ rằng rủi ro mà ông Trump đối mặt trong cuộc bầu cử này đang ở mức cao chưa từng thấy. Các vụ truy tố sẽ không biến mất nếu ông thất cử. Tuy nhiên, ông ấy đang hướng tới kết cục này khi duy trì một chiến dịch thiếu sức sống và vô kỷ luật. Từ việc dành nhiều ngày để chơi golf, đến việc nghĩ ra những biệt danh không có sức nặng cho đối thủ như Kamala Harris, có cảm giác ông ấy đã mất đi động lực tranh cử. Lo ngại về chiến dịch, một số đồng minh của ông Trump đã cố gắng khắc phục một số vấn đề. Steve Wyckoff, bạn của Trump, đã giúp cựu tổng thống tìm cách xoa dịu mối quan hệ căng thẳng với thống đốc Georgia Brian Kemp, người bị ông Trump công khai chỉ trích trong các sự kiện tranh cử gần đây. Ngay khi đại hội đảng Dân Chủ kết thúc, thống đốc Kemp đã lên tiếng ủng hộ Trump. Trump sau đó đăng bài cảm ơn Kemp trên mạng xã hội True Social. Tôi mong muốn được làm việc với ông, nhóm của ông và tất cả bạn bè của tôi ở Georgia để đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, cựu tổng thống viết thưa quý vị thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống mỹ sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại